Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đi đến chùa Hưng Thiện. Chùa Hưng Thiện mẹ Đông Hải cô bác. Đây là mẹ Đông Hải. Chùa Hưng Thiện, ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội, Bạc Liêu. Đây. Mình đi vào cổng chùa nha mọi người. Đây là chùa mẹ Đông Hải nha các bạn. Ôi quá trời, quá Phật luôn. Anh em mình tiến lên. Phật quá trời Bảy ơi. Mời đi với chị Bảy mày. Quá trời. Quá trời Phật luôn. Đây là mẹ Đông Hải nha mọi người. Khổng lồ. Bây giờ đang chụp tấm hình kỷ niệm với mẹ Đông Hải đi con. Chụp trước hình vô tấm gian rồi ra có hình này. Ra lấy hình gì mới cho đẹp. Mối hậu không? Mối
đi lên lên sân thượng. Đây bậc thang lên lên trên bức tượng mẹ này mọi người. Bên 15, 16 vị Phật là 32 vị. Đây là phía trước cổng của chùa Hưng Thiện nha mọi người. Đây là ngôi chùa ở bên mẹ Đông Hải nha cô chú anh chị. Đây là sau lưng. Phía sau lưng mẹ Đông Hải thì nguyên một cánh đồng lúa nha mọi người. Đây là trong vùng nông thôn. Đây mọi người, đây là tượng mẹ của Đông Hải nha mọi người. Trên ngón tay út của mẹ có tổ ong gì đóng lớn lắm nha mọi người. Tổ ong đóng khổng lồ luôn, nguyên ngón tay út của mẹ luôn. Ở phía trước đó là cổng chùa Hưng Thiện nha cô chú anh chị. Mưa tới rồi mọi người ơi, chuyển mưa quá trời. Không để mình lại mẹ cái mình xuống. Đây bên trái là mà cái ngôi chùa đang xây dựng nha mọi người. Giờ mình xuống nha. Đây, ăn chay vô đây.
Đây có chao luôn nè bà con ơi. Dạ, chao này bao ngon anh. Ngon hơn một lát nữa. Chao này ăn mà nhức nách hồi nhức nách không ăn. Ăn ngon, ngon mới ăn. Chuyển mưa nữa. Chao này ngon lắm. Bánh đò bữa nay không thấy cái máy nào chạy hết trơn vậy ta. Đây là bánh đò đưa rước khách vào chùa nha mọi người. Hủ tiếu đi. Sáu ăn cơm qua đây nè Sáu. Dì ba ăn cơm hả anh gì? Ăn cơm qua đây. Trời ơi đây mấy giờ. Hên quá vừa mưa luôn. Đây là tàu đưa khách vào đi viếng chùa nha mẹ. Mẹ Đông Hải nha mọi người. Kêu giữ 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 đây hôm nay đi chùa nghe cô chú anh chị. Giờ mấy chị em mình vô quán quán chay luôn nha. Ăn chay. Đi chùa là phải ăn chay hết chị bãi. Quán chay nhà sàn. Mình cũng vừa xong rồi mua. Mưa tới rồi bà con cô bác ơi. Ủa bên đây bán cơm không có không có hủ tiếu hả? Chung luôn ha. Lâu lâu mình mới lên đi chùa mà chứ phải gần đâu. Em vô quán hủ tiếu chay nha cô bác. Quán hủ tiếu chay trước cổng của chùa. Bưng luôn hả? Có mướn bưng không? Đây quán cơm chay và hủ tiếu chay nha cô bác. Nhìn dĩa cơm hấp dẫn hơn bà con. Đây hủ tiếu đây. Nãy nắng thì nó nước tương nước mắm ở đây nè. Hủ tiếu chay và cơm chay luôn. Trời ơi, thằng Nghĩa và Út không? Chưa ăn mà trả tiền luôn kìa bà con. Hốt đi nữa nghe Út. Ra có đèn được không? Đại kinh đi chứ. Rồi mời các chị với cô mình ăn hủ tiếu ăn cơm ngon miệng nha. Mời cô bác mình ăn cơm với mấy chị em mình nha. Ăn cơm hay ăn cơm có thương ớt không? Con có thương ớt không? Miễn bới cơm miễn phí thì bới ganh dĩa luôn đi. Ai ăn ăn. Đây hủ tiếu chay ở chùa Ông Mẹ Đông Hải. Rồi mời cô bác cô chú anh chị mình ăn cơm ăn cơm chay với hủ tiếu chay với chị em mình nha.
cái gì mắc cỡ chứ anh trai, không bao giờ mắc cỡ ngộ quá, mắc cỡ hoài là không có chồng được á, cái tự tin lên coi. Ngốn đầu. Mắc cỡ hoài thì sao không có người yêu được. Có nước mía uống luôn nha bà con. Bà cho anh Đoạn ly đi. Nha, ly ly đại luôn đó Đoạn. Đó, được rồi. Mình cũng có ly đó nha mọi người. Đây. Vừa ăn hủ tiếu chay xong nha các bạn. Chủ quán khuyến mãi cho ly nước mía đó nè. Khuyến mãi nhưng mà lát tính tiền nha bà con. 7.000 đồng một ly, quá rẻ. Khổng lồ luôn. Thiếu một ly nước mía gì vậy? 2 ly nữa. Hết tốc độ luôn. Rồi đây là cái quán dưới sàn, nhà sàn dưới sông nha mọi người. Đi nhà hàng phía tại.